Bình Dương tìm đâu ra một cái xe mì người Hoa vừa ngon vừa chất lượng lại còn có thể ngồi trước xe mì để thưởng thức nữa. Và khi đến ăn mì tại quán mì Gia Quảng Đông, bạn sẽ có dịp trải nghiệm cái view ăn mì thú vị này. Quán thì nằm giữa cái đoạn ngã từ Phú Văn đi lên và vòng xoay Co-op Mart đi xuống. Quán có bán đa dạng các loại mì, hủ tiếu và còn có quả hành thánh cùng với sữa cẩu chiên nữa. Và khi đến ăn vào buổi sáng, bạn sẽ thấy được cái dàn topping siêu chất lượng mà bất kỳ ai khi nhìn thấy sẽ không kìm lòng được và sẽ muốn gọi hết cái món ăn ở đây. Đồ mì sữa cẩu đặc biệt của quán với miếng sữa cẩu cùng miếng xí quách to ú ụ nhìn quá là chất lượng. Topping đầy đủ thì gồm có xí quách, sữa cẩu, thịt xá xíu, trứng cút và tóp mỡ. Nước dùng ở đây thì rất là đậm đà và hợp khẩu vị với những người thích ăn cái hậu vị ngọt. Xí quách thì mềm vừa phải, người lớn tuổi có thể ăn rất là dễ dàng. Hoàng thánh chiên và sữa cẩu chiên ở quán thì mình mê cái sữa cẩu chiên hơn, và cái chén tương xí muội ở quán cũng đỉnh dữ lắm mọi người nha. Các viên hoành thánh và sữa cẩu chiên được chiên vàng giòn chấm với tương xí muội rất là bắt vị luôn. Trong đó miếng sữa cẩu được nêm nếm rất là vừa ăn, kèm topping là tôm tươi nhai sực sực rất là ấn tượng. Và với cái view ăn mì ngay tại cái xe mì của quán là mình thấy thú vị lắm, kiểu như được đang vào vai trong mấy cái bộ phim cổ trang mà mình hay xem vậy. Và đây là cái phần mì khô của quán nha, và ai mê cái món mì khô thì đừng nên bỏ qua món này. Với cái nước sốt đặc biệt của quán cùng với các topping chất lượng tạo nên một tô mì khô rất là ngon miệng. Đây sẽ là một quán mì người Hoa được mình lưu lại khi thèm mì và sữa cẩu chiên. Các bạn nên lưu lại cái địa chỉ của quán để trải nghiệm các món mì ngon mà mình đã review nãy giờ nha.